khách hàng Mỹ phải chờ đến cuối tháng 2 mới được nhận những chiếc VinFast VF8 đầu tiên. Vào tháng 11 năm ngoái, VinFast đã xuất khẩu lô 999 chiếc xe VF8 đầu tiên tới thị trường Mỹ. Tuy nhiên, đến nay, khách hàng đặt trước vẫn chưa nhận được xe. Ngày 3 tháng 2 năm 2023, VinFast thông báo những khách hàng đặt trước VF8 sẽ phải đợi đến cuối tháng 2 này để nhận được xe. Lý do trì hoãn, giao xe là nhằm cập nhật phần mềm mới nhất giúp VinFast VF8 vận hành ổn định. Những chiếc xe đã và đang được cập nhật phần mềm mới nhất. Chúng tôi dự kiến sẽ giao những chiếc VF8 đầu tiên cho khách hàng vào nửa cuối tháng 2 này, VinFast thông báo. Lô hàng tiếp theo sẽ cập bến Hoa Kỳ vào quý 2 năm nay. Tính đến tháng 12 năm ngoái, VinFast cho biết đã nhận được 55.000 đơn đặt hàng trên toàn cầu, với 12.000 đơn từ thị trường Hoa Kỳ. Trong khi đó, ở Việt Nam, VinFast đã bàn giao hơn 4.000 xe điện cho khách hàng trong nước, trong đó có hơn một nửa là VF8. Cách đây không lâu, VinFast cũng đã giảm giá lên đến $6,500 cho mẫu xe VF8 của mình tại thị trường Mỹ để tăng tính cạnh tranh với các mẫu xe Tesla sau động thái giảm giá mới nhất trên toàn cầu của thương hiệu đối thủ. Ở thị trường trong nước, VinFast VF8 cũng được giảm giá mạnh sau chương trình App Voucher, dẫn đến giá lăn bánh có thể xuống mức từ 780 triệu đồng. Tại Mỹ, VinFast VF8 thuộc phiên bản City Edition và không bán ở bất kỳ thị trường nào khác. Xe có hai bản trang bị là Eco và Plus, với giá bán tương ứng là $49,000 và $56,000. Trong đó, VinFast VF8 Plus City Edition sở hữu hai motor điện, với công suất tổng cộng 402 mã lực và moment xoắn cực đại 619 Nm. Với sức mạnh lớn hơn, mẫu xe này rút ngắn thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km/h xuống còn 5,5 giây, trong khi phạm vi di chuyển giống hệt VF8 Eco City Edition. Đạt 333 km theo ước tính của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ EPA. Cũng trong năm nay, VinFast sẽ bắt đầu mở cọc cho hai mẫu ô tô điện VF6 và VF7 tại Việt Nam vào tháng 3 năm 2023. Đến tháng 4 năm 2023, hãng xe Việt sẽ bắt đầu giao những chiếc VinFast VF5 Plus cho các khách hàng đã đặt cọc.